chào các bác. Hôm nay Vang Vọng sẽ đem tới cho các bác một chiếc đồng hồ chơi hai bản nhạc và trong đó có bản nhạc con bướm vàng. Để các bác biết rõ hơn về cái chiếc đồng hồ mà em đang giới thiệu cho các bác biết thì em sẽ lại gần để các bác có thể nhìn thấy kỹ hơn về cái thiết kế và cái tên thương hiệu của chiếc đồng hồ này. Tất nhiên rồi, đó sẽ là một chiếc đồng hồ Verdet máy 10 chơi hai bản nhạc, đó là bản Westminster và bản con bướm vàng. Một cái bản nhạc thống trị của thương hiệu Verdet. Và tất nhiên rồi, sau cái bản nhạc gai Cardenon chuông bính bong, tất nhiên các bác sẽ phải có thêm đó là một chiếc Verdet máy 10 chơi bản nhạc con bướm vàng. Tại vì sao? Bản nhạc con bướm vàng là một bản nhạc rất là hay, nó gợi nhớ cái kỷ niệm rất là nhiều cho các bác, đúng không ạ? Ở đây các bác có thể thấy là thiết kế ngoại hình của chiếc Verdet máy 10 được thiết kế bởi những đường nét hoa văn, đó là hoa văn lá quả hoa được chạm khắc trực tiếp trên nền cánh thùng và nó đối xứng hai bên. Đối xứng hai bên rất là sắc nét, đúng không ạ? Và những đường nét chạm chỗ khắc này của người phương Tây, người ta làm rất là tỉ mỉ. Nó tạo nên cái vẻ đẹp rất là sinh động cho cái thiết kế hoa văn này. Nên trên phần mặt số các bác có thể thấy là chúng ta sẽ sở hữu thêm đó là một cái bộ mặt số đặc trưng, mặt số bát giác đứng. Một phần kính cong mo, kính này là kính cong mo để tạo độ sâu cho cái phần mặt số ở bên trong. Rồi, bộ kim đặc trưng của thương hiệu Verdet. Xuống bên dưới một chút, các bác có thể thấy chúng ta sẽ có thêm đó là một cái phần kính lào được ghép từ 7 mảnh kính mài khác nhau với những hình thù khác nhau để tạo nên một cái vẻ đẹp cho cái phần kính lào cực kỳ là tuyệt vời, đúng không các bác? Một phần kính lào có thể nói đây là một phần kính lào kim cương các bác nhé, cực kỳ là đẹp luôn ạ. Ghép rất là tinh tế với những thiết kế của những đường vân gỗ sồi tự nhiên. Và có thể nói đây là một chiếc nó mang ngoại hình cực kỳ là cổ kính của người phương Tây. Rồi, theo kích thước em vừa đo thì chiều dài của chiếc đồng hồ này là 67cm từ trên xuống dưới. Và cái phần rộng nhất là 33cm. Đây là một kích thước tiêu chuẩn để các bác có thể là chọn lựa và đặt vị trí treo một chiếc đồng hồ nổi tiếng của đất nước Pháp chơi bản nhạc con bướm vàng. Và tí nữa, sau cái phần thử chuông em sẽ tháo bộ máy ra để các bác cùng em được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bộ máy. Các bác có thể thấy đây là một chiếc đồng hồ máy 10 nên thiết kế thùng vách ở bên đằng sau rất là lớn, đúng không ạ? Và dày. Rồi, em soi qua một chút về hai vách thùng để các bác có thể nhìn kỹ hơn và có cái nhìn tổng quan về cái ngoại hình của cái chiếc đồng hồ Verdet con bướm vàng mà em đang giới thiệu cho các bác đấy ạ. Rồi, hai tay móc còn đầy đủ, đúng không các bác? Hai tay móc còn đầy đủ ạ. Em xin phép mở bên trong. Ở bên trong này thì các bác có thể thấy là tất nhiên rồi, thương hiệu Verdet rất là tỉ mỉ trong cái việc đó là sản xuất những chiếc đồng hồ để giới thiệu và mang tới cho các bác đầy đủ những cái thông số được gắn trên phần cánh này. Ký hiệu tên của hai bản nhạc này, bản Westminster và bản dưới là bản con bướm vàng. Bên dưới cũng thế này, phần kính rào cũng được chèn rất là kỹ càng, đúng không các bác? Rất là kỹ càng và tỉ mỉ này. Rồi, đến với thương hiệu Verdet. Các bác có thể thấy tay cót zin của thương hiệu Verdet. Một cái phần móc khóa cài này, móc cài nò xo của phần quả nắc và chỉ có thương hiệu Verdet có thôi. Phần khóa gông này. Rồi, xuống dưới các bác có thể thấy là phần khóa ngựa đặc trưng của thương hiệu Verdet. Rất là tỉ mỉ trong cái khâu gọi là thiết kế, cực kỳ là hữu dụng và rất là cần thiết đối với những chiếc đồng hồ khi các bác sử dụng, đúng không ạ? Rồi, ở đây thì các bác có thể nhận ra ngay đây là một cái tờ giấy gọi là mua bán của chiếc đồng hồ này, đúng không ạ? Ngay phần tên các bác cũng có thể đọc ra đây là tên Cardenon Verdet, và không nhầm thì chiếc đồng hồ Verdet con bướm vàng này được mua vào năm 1956. Có chữ ký các bác ạ, có chữ ký đây ạ. Đây là phần bìa bên ngoài của cái đại lý bán chiếc đồng hồ này. Đầy đủ đúng không các bác?
Bên dưới các bác có thể thấy là chúng ta sẽ còn hai con ốc vít bắc tường còn đầy đủ ạ. Và cái bộ phụ kiện của bên đồng hồ vang vọng tặng kèm cho các bác. Rồi, lên bên trên em sẽ giới thiệu cho các bác, đây là một bộ gông nòng máng 10 gông thép, hai cái cần khóa chuông hai bên còn đầy đủ các bác ạ. Hai cần khóa chuông hai bên đầy đủ. Em xin phép thử qua âm thanh của hai bản nhạc trên chiếc đồng hồ Vodet con bướm vàng để các bác được thưởng âm. Vâng, các bác cảm nhận như thế nào? Đối với cá nhân em thì cái bản nhạc con bướm vàng nó đã hay rồi, lại còn thêm bản nhạc Westminster trên chiếc đồng hồ Vodet này, em có thể nhận định bản nhạc trên chiếc Vodet máy 10 này nó có cái âm thanh bản nhạc Westminster, không khác gì âm thanh của một chiếc đồng hồ Odo ạ. Rồi, và bây giờ em sẽ tháo cái bộ máy ra để các bác được chiêm ngưỡng qua cái vẻ đẹp của bộ máy 10 của thương hiệu Vodet. Và đây là cái bộ gông 10 thanh gông thép các bác ạ. Các bác cùng ngắm xem đây có phải là cái bộ gông cho âm thanh rất là hay đúng không ạ. Và tiếp tục là cái bộ máy của thương hiệu Vodet, bộ máy vách đồng xuống màu rất là đều. Các bạn có thể thấy là 10 đầu vồ ở trong cái tình trạng hoàn hảo để cho ra âm thanh của hai bản nhạc rất là hay. Rồi đến cái quả nô gai được thiết kế cực kỳ là tỉ mỉ, có nhíp có nò xo của thương hiệu Vodet. Hai vách máy còn cực kỳ là vàng các bác ạ. Đây là bộ máy em đảm bảo với các bác là nguyên bản nguyên zin. Cần này là cần chuyển bản nhạc các bác ạ. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video của bên đồng hồ vang vọng.